Ramani Sikha Padang Samathiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ trộm cắp. Kamesu Michachara Viramani Sikha Padang Samathiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ tà dâm. Musawada Viramani Sikha Padang Samathiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Sura raya macha pamadatta na viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ dễ dối rêu và các chết say. Imani bancha sikha padane sathugang katawa apamadena nichaka alang sammarakitapang. Chỉ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với những hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Sì lê na su ca tanh yên tê, sì lê na phô qua sa ba đa, sì lê ni ni po tanh yên tê, ta s ma sì lăng vi sô tha yê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính chư anh đại đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tam giác tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên chúng con xin nổi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoàn tuyệt mọi phần não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, A-la-hán xin được nhận lại cho Sít MC Nhật Huỳnh, kính mời Sít. Dạ sa thú kính cảm ơn Quỳnh Quát Thanh Á. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Còn thành kính thành lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn sức rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Còn thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tỷ Đức cùng Chư Tâm Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Quát Tha Ná, kính chào Maha Đá Chá, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Thi An Lạc, mến chào Thanh Thủy, kính chào Buông Bỏ, mến chào Sức Rạng Đông. Kính chào Hiển Mộng, kính chào IQ Em Đó, mến chào Thi Na, mến chào Cẩm Vân, mến chào Châu Khoan. Một lần nữa con thành kính thành lễ Chư Tâm Đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sích Rạng Đông đã mở room và cho đạo tràng nghe pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Thấy Châu Khoan chào Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh xin chia sẻ với Minh Quách Tha Ná với Sích Rạng Đông chút xíu nha. Ngày hôm qua Châu Khoan lại chùa Pháp Luân, hôm nay Châu Khoan rất đẹp trai luôn đó quý vị. Phải nói là tướng mạo phương phi luôn. Dạ rất là vui. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con không biết đại đức có trước máy không ạ? Nhà sư có trước máy không, xin cho con một tín hiệu ạ.
dạ, dạ đức tỷ đức gia, con kính tri ân sư. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức đại đức từ bi hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp của kinh số 129. Dạ, dục huynh kính cảm ơn huynh Quá Tha Ná. À, kính mời huynh Quá Tha Ná, mình mời Sích Thanh Thị, mình mời Sích Rằng Đông, mình mời Thi Na, mình mời Cẩm Vân. Dạ, cho tất cả quý vị trong đạo tràng, quý nào có thể thì xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, hoan hỷ là một người thoát qua được bạo bệnh và bây giờ trở lại còn đẹp hơn hồi xưa luôn á Rằng Đông. Nên Nhật Quỳnh thấy Quỳnh và bà xã đó, Nhật Quỳnh rất là hoan hỷ luôn, nên muốn chia sự vui đến đạo tràng. Dạ bây giờ con kính dâng mít đến đại đức Trời Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tôi nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 129. Sabbe tassang tiddhan dassa sabbe phayang timacchuno atta nang upamang kattva naha này Janakha ta về, mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ máu đào thay phơi, bụng ta suy hiểu bụng người, cho nên giết hại suối lời giết nhau. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Để con sẽ kể. Sabbe ta sang da da sabbe ta sang ti dan da sa sabbe pha yang ti mak juno atanang upamang katwa nahanai yanakha taye sabbe ta sang ti dan da sa sabbe pha yang ti mak juno atanang upamang katwa nahanai yanakha taye Sabbe ta sang ti dan da sa sabbe pha yang ti mak juno atanang upamang kata nahanai yanakha taye. Dạ, con xin hát ạ. Xin mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu Pháp Cú số 129. Bê ta sẵn ti đành đát xá sạp bê phà dành ti mắt chú nô áp ta năng u ba măng ca tòa na ha này ya na ca ta ye sắp bề ta sẵn ti đành đát xá sắp bề phà dành ti mắt chú nô áp ta năng u ba măng ca tòa na ha này ya na ca ti ta ye sắp bề ta sẵn ti đành đát xá sắp bề phà dành ti mắt chú nô á ta năng u ba măng ca tòa na ha này ya na ha ta về mọi người sợ hình phạt mọi người sợ tử vong lấy mình là ví dụ không giết không bảo giết bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu sắp bề ta sẵn ti đành đát xa sắp bề phà dành ti mắt chú nô a ta năng u ba măng ca tòa na ha này ya na kha ta về ai ai cũng sợ gung đau
ai ai cũng sợ máu đào thay phơi, bụng ta suy hiểu bụng người, chớ nên giết hại, suối lời giết nhau. Bản dịch của Hoàng thượng Như Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sư Trạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 129. Sabbe ta santi dan dasa sabbe pa yanti mat chú no at ta nang u pa mang ca to na ha ni ya na ga ta ye sabbe ta santi dan dasa sabbe pa yanti mat chú no at ta năng ú pá măng cá to na há ni giá na gà tá dê sắp bê tá san tí anh đáp xá sắp bê pa danh tí mát chú nô áp ta năng ú pá măng cá to na há ni giá na gà tá dê mọi người sợ. Mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ máu đào thay phơi, bụng ta suy hiểu bụng người, chớ nên giết hại suối lời giết nhau. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm nhân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của sư Tina. Dạ, con kính cảm ơn cô. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 129. Sắp bề ta tàn ti đàn đàn xa sắp bề và dàn ti mắt chư lô an ta năng upa mang kha toa na ha nay ya na ga ta ye sap pe ta tan ti dan dan sa sap pe va yan tim mat chu no an ta năng upa mang kha toa na ha nay ya na kha ta ye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không báo giết. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sape ta tan ti tan dan sa sape pha yan ti man chu no an ta nam u pa mang kha no na ha ne ya na kha ta ye sape ta ta sape ta san ti dan dan sa sape pha yan ti man chu no an ta nam u pa mang kha to na ha ne ya na kha ta ye. Ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ máu đào thấy phơi, bụng ta suy hiểu bụng người, chớ nên giết hại suối lời giết nhau. Của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã đọc xong, con kính chào quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lần thầy Tina. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Tha Giá, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin được kể kinh pháp cú số 129 và cảm ơn sư Trạng Đông Xích Nhật Huỳnh cho biết nghe rõ. Sape ta san ti đan đa sa sam be pha yan ti mak chu no at ta nang u pa mang ka toa
Na ha nay ya na ga ta ye sa be ta san ti dan da sa sam be pa yan ti ma chu no at ta nang u pa mang ka toa Na ha nay ya na ga ta ye sa be ta san ti dan da sa Sabbe payanti makcuno attanang upamang katwa nahanaya nakatayaye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ máu đào thây phơi. Bụng ta suy hiểu bụng người, chớ nên giết hại, xúi lời giết nhau. Bản cổ thơ của Ngài Giấy Đức Nam Mô Phúc Tha Gia. Dạ, con xin được xuống mic. Dạ, không biết Đại Quang Thân có cầm mic được không, thấy ra vào ngoài. Đà mới mời Quang Thân nha, nếu Quang Thân cầm mic được không, thì kính mời Sít Tà Nhật Huỳnh. Nam mô Tha Dạ Ma Dạ Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính ảnh lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Pháp, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính ảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý tư cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 129. Sappe ta san ti đàn đát sa sap pe pharanti mak chuno chuno atta nang uba nang katwa nahanaira nakatare sappe ta santi dan datsa sappe pharanti mak chuno atta nang uba mang katwa Na ha nay ra na kha ta re. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Đấy bản cổ dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Sappe ta san ti đan tát sa Sabbe pharanti mang chu no Anta nang u ba mang kat toa Nahan nay ra na khata ye Sabbe santi dan dat sa Sabbe pharanti mang chu no Anta nang u ba mang kat toa Nahan nay ra na khata ye Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ máu đào thây phơi. Bụng ta suy hiểu bụng người, chớ nên giết hại, túi lời giết nhau. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con xin kính mời vị kế tiếp. Con cảm ơn chú Pháp Thân An bài. Dạ, xa thú, kính cảm ơn Hoàng Thành. Nam Mô Bích Hà Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn Hoàng Thành cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Quỳnh Quá Thanh Á cho bài học. Sắp bè ta sàn, ti đàn đa sắp bề phà dàn ti mắt chú nợ ạc ta năng úp ba măng ca to na ha này gia na khà ta về
Sabbe ti santa danda sa sabbe pha yan ti mat chu na at ta nang u ma mang kat ta na ha nay ya na kha ta ye. Sabbe ta santi danda sa sabbe pha yan ti mat chu na at ta nang u ma mang kat ta na ha nay Yanakhataye, mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Đấy mình làm thí dụ không giết, không bạo giết. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sabbe ta san ti đan đa sa sabbe pha yan ti mat chu no atanao bà mặn ca ta na nay ya na kha ta ye sa bê ta san ti đan đa sa sa bê pa yan ti mắt chu nô a ta năng u bà mặn ca ta na na nay ya na kha ta ye Sabbe ta san ti đan đa sa sabbe pa yan ti mat chu no atta năng u ba măng ca to na ha nay ya na kha ta ye ai ai cũng sợ gươm đau ai ai cũng sợ mạo đào thay phơi bụng ta sẽ hiểu bụng người trở nên nhức hại suối lời giết nhau. Và đây là bản hổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con đọc ba lần, kể ba lần, mắt nhìn vào màn hình, không thấy có một vị nào vào đạo tràng, mà cũng chưa có thấy đại đức Tịnh Đạt. Kính chào Samma Đích Thí. Dạ, kính chào người phương Nam về vào đạo tràng. Dạ, chắc bây giờ Nhật Quỳnh mời Răng Đông cầm mic để ha Răng đọc. Dạ, để chờ sư vào chứ. Mình mà thỉnh pháp sư bây giờ thì nó không có hay. Dạ, mời Răng đọc. Tassa Bhagavato Arahato Patne nigadai tat ko bhagava panchavakye bhikkhu amante si deme bhikkhave anta pabjiten Namo Buddhaya. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Tây Viền Vua Quang Lâm vào đạo tràng. Cha kính bạch sư, hôm nay chắc có một mình sư vào đạo tràng. Vừa giảng từ vựng, vừa giảng điều sự, phải không bạch sư? Nếu như vậy sư cho con xin một tín hiệu á. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Yeah.
Dạ sa thú, sa thú, con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ sa thú, sa thú, đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức, đại đức đã tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 129 Nhật Quỳnh. Kính cảm ơn cẩm quan huynh Quá Thanh Á Quan Thanh Xích Rạng Đông đã hoan hỷ ôn bài. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đắn tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Tuệ Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn huynh Quá Thanh Á đã cho bài học, cảm ơn Quan Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận đời nhưng chẳng gì hay. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi phan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa của kinh số 130. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít kính sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, giáo pháp đến chúng tăng, kính lễ đến thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Apivade Misvakkhato Phakkhavata Dhammo Dhammang Namasami Suppatipanno Phakkhavato Savakkhasangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyên nhờ quy lực Tam Bảo hàng do hộ đỉnh chư tôn đức tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bích Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, giờ đây chúng ta học câu pháp cú số 130 mà cái phẩm hành phạt đành tá quốc giá, xin lỗi, đành đá, đành đá hành phạt. Yeah. Câu pháp cú mà cái duyên sự thì một lát nữa mới kể, bây giờ thì thích nghĩa. Câu pháp cú này dạy rằng sabbe tassanti dandasa sabbe sang chi vi tăng bi yang atta nang upamang katwana hanaya nakha ta ye. Tất cả đều run sợ trước cái hình phạt đối với tất cả mạng sống là yêu dấu. Sau khi lấy bản thân làm ví dụ, chớ có nên giết hại, chớ có nên lệnh giết hại. Yeah. Bây giờ chúng ta có một cái hợp từ như thế này gọi là sabbe tassanti dandasa. Sabba đây là một tỉnh từ. Xin lỗi, sabba là một trạng từ.
chỉ cho tất cả mọi thứ, mọi điều. Nó chỉ mình như thế thôi. Nếu như sắp bá nó đi theo thì nó chia ra, nó lòng xin lỗi, nó lòng tỉnh từ, chúng phải lòng trạng từ, nó lòng tỉnh từ tất cả, nó là tất cả hay là mọi thứ mọi điều. Có một hợp từ thứ hai, cái động từ thứ hai mà đó chính là hiện tại phương từ tá sanh tí, từ cái chữ tá xá cộng á cộng anh tí, tức là một tha động từ. Ở đây có nghĩa rằng là đến cái sự run sợ, cái sự run sợ ta sanh tí, ta sanh tí là cái sự run sợ. Đanh đá sát, từ cái chữ đanh đá nó là một danh từ nam tính mà nó chia theo sở thuộc cách asa anang, tức là của cái roi hay là của cây gậy hay cái roi, tức là của cái vật hình phạt đó. Cho nên chúng ta mới được ngôn từ có nghĩa là tất cả, nó là một chủ từ, từ ngầm nó số nhiều, tất cả đều sợ hình phạt, cho nên cái động từ nó cũng số nhiều, chúng ta phải hiểu như vậy. Anh tí, tất cả đều sợ, đều run sợ trước cái hình phạt. Rồi câu thứ hai, sáp bê sang chi vị tăng vị dân, như cái chữ sáp bá hồi nãy cũng vậy, cũng là tất cả. Sáp bê sang đây kêu tôi sở thuộc cách tức đốt của tất cả. Chi huy tá, đây là một danh từ trung tính đến mạng sống. Và đến một cái từ tiếp nữa cũng là cái từ bí văn, là từ nó một tỉnh từ mà nó trung tính, có nghĩa nó đến cái chữ bí giá, tức là cái sự thương mến hay cái sự yêu thích, cái sự yêu dấu. Cái chữ chi quý tăng, chi quý tăng là mạng sống, danh từ trung tính. Và cái chữ bí giá là yêu dấu, tức là tất cả đều yêu quý cái mạng sống, hay mọi người đều sợ hình phạt, mọi người đều yêu quý cái mạng sống của mình. Qua cái hợp từ thứ ba, atta năng uppamang katoa, đây tức là một hợp từ của bất biến quá khứ phân từ. Có nghĩa rằng sau khi làm đó, sau khi cái toàn cái chữ cái lý đó, lấy chính mình, Atta là tự mình đó, Upamang tức là khởi lên, cái việc làm mà khởi lên tự mình, hay là cái sự suy nghĩ khởi lên tự mình, tức là hãy suy nghĩ về mình sợ thì người khác cũng sợ. Hợp từ cuối cùng, Na hay giá, Na hát này giá, Na kha ta dê. Hana giá tức là từ căn han, động từ. Nên giết hại.
Dạ thưa đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn đàn đồng cho Nhật Bình biết được, cảm ơn quan thanh. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói lại. Dạ nghe rõ chưa? Dạ cảm ơn. Thì ở đây cái chữ Hanati, chữ Hanay giá có nghĩa là nên giết hại, và Kha Tây giá cũng như thế, nên ra lệnh. Mà nó có cái hợp từ là bất biến từ, có nghĩa là nát. Nát Hanay giá tức là không chớ nên hay là không nên giết hại, và Nát Kha Tây giê tức là không nên giết hại, và cũng không nên ra lệnh. Cho nên câu pháp cú được hoàn chỉnh là mọi người sợ hình phạt, mọi người thương sống còn. Thế mình làm ví dụ không giết, không bạo giết. Ai ai cũng sợ gươm đau, người người mạng sống. Mong sao bảo toàn, bụng ta hiểu bụng thế gian, trở nên giết hại, sủi bàn giết nhau. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Vĩnh Châu và phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. À, chúng tôi vừa rồi thì mới có đã thích nghĩa xong. Hôm nay sẽ định đạt vì có một cái lý do việc chùa, Đạo Tư Dũng mới bị cái tai nạn, cho nên vì vậy sự tình đạt có bận cái việc chùa, cho nên không thích nghĩa được, cho nên chúng tôi thích nghĩa. Thì tiếp theo vào cái duyên sự, thì kính thưa quý vị, cái duyên sự số 130 này, đây là một duyên sự nó thuộc về liên quan tới tăng đoàn, chỉ một cái nhóm phe luật sư thôi. Khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên đề cập đến phe luật sư cũng như trước đó, trong lúc nọ do nhóm phe luật sư hăm he đánh các thị tỳ kheo nhóm thập thất sư tức là 17 vị, một nhóm kia tức là nhóm 6 vị. Thì nên đã học trước những cái giới, học giới đã được ban hành, và lần nào cũng vậy, sanh chuyện. Nhưng chỉ có cái sự hăm dọa đánh thôi, chỉ là cái dọa đánh thôi. Thì Đức Phật Ngài biết mà hiểu như vậy thì Ngài mới dạy. Thì Đức Phật Ngài nghe các thầy tỳ kheo trách móc có cái sự kêu la, Ngài hỏi chuyện chi về vậy. Đức Phật Ngài được biết như vậy thì Ngài bảo rằng từ nay về sau, các thầy tỳ kheo mà không có được đánh, không có được dùng cái hành động mà dọa mà đánh với nhau, nếu mà đã đánh thì phạm coi như là ba chích tỷ giá, tức ưng xả đối trị, ưng đối trị. Thì kính thưa quý vị, sau khi ban hành cái học giới đó, thì Đức Phật mới nhân mọi người mới giải thích rằng để có tỳ kheo, phàm là một tỳ kheo không nên đánh đập, cũng không nên giết hại, vì biết rằng cũng như ta, cũng như cái người khác, đều sợ đau trường. Thể ta yêu đời, ham sống như thế nào thì người khác cũng như vậy. Rồi Đức Phật ngâm lên cái câu kệ: Sape ta san ti ta dan da sa sape san chi vi tang vi yang atta nang upaman ka toa na na hay ya na kha ta ye. Ai nào, ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích được sống còn, vậy thì nên lấy lòng mình lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bạo giết. Và kính thưa quý vị, tức là người mà sắp bê sang chi vì tăng bị dân, tức là trừ cái bậc mà lậu tận thôi, tất cả chúng sinh đều phải sợ chết, đều yêu quý cuộc sống này, đều còn cái gì. Ở đây nói rằng tức là vị tam quả, cho đến tầng của tam quả, tầng của tứ đạo thì mới chấm dứt, hay là tầng của tứ quả mới chấm dứt, tức là không còn yêu quý đối với ái cái cuộc sống này. Đây cũng là cái hay mà trong chú giải đó có nêu rõ như vậy. Đó, việc sống ở đời thì đối với cái bậc thánh tứ đạo tứ quả thì các ngài không còn cái gì gọi là tha thiết với cái cuộc trầm luân sanh tử đau khổ này. Chứ còn tất cả chúng sinh đều tham, đều mến, đều thích cái đều đi lui trong cuộc đời này. Dạ.
Ở đây kính thưa quý vị, chúng sinh thường á có một bệnh rất là lớn, tức là khi đó mình á, mình luôn luôn muốn phần của mình, muốn được phần của mình, nhưng mà đâu có nghĩ người khác. Cái tâm tham của chúng sinh là như thế, từ tham đồ của cải vật chất, từ cái sự sử dụng hung tàn. Bây giờ đó, mình á, mình không muốn mình đau khổ á, mình thấy mình sợ đau khổ thì người ta cũng đau khổ như mình. Cái câu mà Đức Phật ngài chỉ dạy rất là hay, hãy tự mình suy nghĩ đi, mình đau thì người ta cũng đau, thì tại sao mà mình lại đánh nhau với người, hay mình đập, mình đánh, mình giết người ta, rồi mình bảo giết, bảo đánh, bảo đập người ta? Cái điều đó đâu có đúng. Tôi phân tích nghe nói như vậy nó rất là bình thường, nhưng sự thật ra cái điều đó thì cũng không nên. Mình phải tự hiểu. Nói như vậy có nghĩa rằng quý vị biết nhiều khi á, mình học hiểu được những cái đoạn kinh mà chính Đức Phật ngài nói luôn á, mà để cho chúng ta mới thấy nhiều khi mình sử dụng cái ngôn từ hay sử dụng cái đau búa với người bằng một binh khí miệng lưỡi, mình không dọa bằng thân đâu, mà mình nói bằng khẩu cũng là một binh khí miệng lưỡi rất là lớn, rất là ác. Nói người ta, móc méo người ta, làm cho người ta coi như là nhục nhã, làm cho người ta ra là người ta coi như xấu hổ, làm cho người ta đau đớn. Nó như thế nào? Thì ngược lại, nếu như ai làm nhục của mình có chịu không? Cái tánh từ tâm, cái đức tính từ bi đó, nó xuất phát từ ở trong lòng ta. Bởi vì họ đau cũng như mình đau. Nói đi làm gì? Đánh đi làm gì? Không cần phải chửi bới, không cần phải đánh đập. Nói cái chuyện đó, nó hẳn hồi rồi. Những cái chuyện ưu phiền á, nó cũng như thế. Nhiều khi có những chuyện buồn phiền gì đó, mà mình chia sẻ với nhau thôi, nó cũng là chúng ta cũng nghĩ. Bây giờ thí dụ như cái chuyện, có một số người ta biết chấp nhận hay lắm, cái chuyện của gia đình. Nhiều khi trong chuyện gia đình nó xảy ra nhiều cái chuyện nó bất ổn, còn nghiệp những cái người lớn im lặng để chấp nhận, để đối diện tất cả. Bởi vì người ta nghĩ á, cũng như bây giờ người đang bị một mũi tên sầu ở trong bụng, ở trong lòng, ở trong tim, rứt cái mũi tên nó ra cắm qua cho người khác, cũng đồng hiểu đồng cảm như thế, cũng là một điều không hay. Cho nên thôi đối diện, chấp nhận, cảm thọ cho nó đi qua. Một mặt khác nữa, khi chúng ta biết á, mình á, chúng sinh á, mình có một điều á, chính vì do cái tham, cái chấp thủ của mình á, cho nên con người mình nó lộn xộn. Cái mình tốt là mình nâng niu, thân thương triều mến, cái mình không ưa thích vừa lòng á, thì mình dẫu dẫm đạp và chà nát. Nhưng cái gì là sự thật đó nó mới tồn tại được. Và ở đời này mình sợ đau, mình đối mình khác thì người khác cũng đối cũng khác. Thì cái phần nào cũng vậy, trong lúc khó khăn, trong lúc khổ sở, mà có được cái bánh củ khoai thì mình no, người khác cũng no. Nó đồng đều, chứ không phải mình chỉ lo cho phần mình. Sống một cách tức là vị kỷ, sống một cách tức là nhỏ nhen, sống một cách tức là biết mình mà không có hiểu đến người xung quanh, cũng như là mình không biết được cái mình vô cảm á. Nói theo cuộc sống mình vô cảm quá, thì là những con người này rất là ác độc, những con người này rất là tệ hại, chỉ biết phần của mình, chỉ biết cái muốn được cho mình thôi, còn mình không hề nghĩ tưởng tới những cái niềm đau nỗi khổ gì của người ta hết. Thì đó cũng là những con người mà đáng trách. Quý vị biết ở trong luật không được phép dọa nè, không được phép, không có được, ngay cả không được phép hăm dọa, không được phép đánh đập là một, không được phép dọa nạt. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rất là hay những người đệ tử, để không gây cái niềm đau nỗi khổ đến cho người. Cuộc sống này á, nếu như ai mà cũng nghĩ như mình á, lấy mình ra đó là một ví dụ á, mà chính ở trong kinh này hôm nay
Đức Phật cũng đã bạch thổi cho tất cả. Hãy nghĩ từ mình ra đi, thì mình sẽ biết được tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Đừng có quán trách, quán gần, quán xa. Vậy chẳng, bây giờ thí dụ bây giờ, người ta cắt mình, người ta đánh mình, thử quý vị thử đánh vô đầu mình một cái, thử đánh vô da mình một cái, thử đánh vô tay mình một cái, thử đánh vô vô một cái bất cứ cái gì mà trên da thịt này nó đụng chạm, có cái như nó xúc chạm mạnh đi thì nó đau đớn. Thì khi chúng ta biết xúc chạm mà nó đau đớn, chính mình cảm thấy đau, khi mà đánh người ta đau, và ngược lại người ta đánh mình cũng đau, và mình đánh lại người ta cũng đau. Và cái sự đánh qua đánh lại này nó sẽ khổ đau suốt ở trong cuộc đời này, mà lấy quán cứ báo quán hoài. Thôi, chấp nhận một mình đau, để tất cả mọi người nó được yên ổn cũng không sao. Như là thầy Mạnh Tử vậy đó, tại sao mà được gọi là hiếu nghĩa? Ngoài ra cái chuyện thương cha thương, ngoài ra cái chuyện thương cha, cái thầy Mạnh Tử đó, tức là chúng tôi nhớ có một cái chuyện. Khi mà mẹ mất, cha của mẹ gả, có một đứa em. Mùa đông á, không được mặc áo ấm, ăn thì thiếu, chỉ cho cỏ tranh mà để mặc, để đắp. Thì người cha thấy được một cái cảnh đau lòng như vậy đó, của cái sự phân biệt đối xử của mẹ gả như vậy đối với con chồng như thế đó. Thì ông cha ông giận vợ ông, tức là giận mẹ ghẻ. Thì thầy Mạnh Tử quỳ xuống can ngăn, bây giờ đó nếu cha làm như vậy đó thì cả ba người đau khổ. Bây giờ chỉ có một mình con khổ thôi. Cha làm vậy bây giờ đó là sao? Con, mẹ ghẻ này và em con cũng đau khổ. Dạ, con thỉnh sư cầm mic trở lại bà sư. Con hết nghe rồi ạ. Đạo tràng chúng con không nghe âm thanh của sư. Con kính nhân mic đến sư ạ. Cảm ơn Đặng Đông. Và một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh tùy quyền cầm mic trở lại bà sư. Đạo tràng chúng con không còn âm thanh của sư. Sư có nghe được âm thanh không? Không, cho con xin một tín hiệu ạ. Không thấy sư có tín hiệu gì hết. Đạo Đông ơi, như sư cũng không thấy mà cũng không nghe luôn thì phải. Giờ biết làm sao giờ. Mình qua Thái Á có chiếc máy không? Cứu bồ Nhật Quỳnh nghe quên. Dạ cảm ơn Quang Thành. Giờ sư không nghe, sư không thấy nên sư không có cho tín hiệu gì hết. Cảm ơn Quỳnh nhiều lắm.
Dạ con xin chúc mít để cho thần tọa Tề Huyền trở lại. Dạ con thỉnh thượng tọa Tề Huyền cầm mic trở lại ạ. Con thưa đã trở lại đạo tràng rồi. Dạ con kính nhận mic đánh sư. Dạ quý vị nghe chúng tôi nói lại. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn quý vị. Chúng tôi nói tiếp. Chúng tôi bị cái mic sao nó hay nó rớt kỳ quá, tại sao yếu dữ. Thì kính thưa quý vị, cái hành động mà chúng ta làm đã là một chuyện gây đau khổ cho người, mà xúi người khác làm cũng là như thế. Đã mình làm, mình đã làm mà còn xúi người khác làm, chớ có giết mà cũng chớ có bảo giết, chớ có đánh cũng chớ có bảo người ta đánh, chớ có hại người mà cũng chớ có bảo người hại. Chúng ta coi coi vậy chứ, thí dụ như là đó chính là dạ quý vị nghe chúng tôi nói lại chưa? Dạ, dạ bây giờ nghe rõ không ạ? Dạ cô Rằng Đông có nghe được không? Dạ, dạ cảm ơn. Thì kính thưa quý vị, chúng ta luôn luôn có một điều, có nghĩa rằng mình bảo người ta làm, mà cái điều này đó quý vị biết mình rất là ghê gớm, gây cho cả hai điều đau khổ, một cái người mà nghe mình và cái người nghe mình mà để người ta giết đánh người khác, thì đó cũng là cùng cứ như là gây thêm tội lỗi nữa. Ở trong cuộc đời này con người nó thường như vậy, mình ghét người đó mình cũng nói xấu người đó, bắt đầu mình nói xấu người đó cho người khác ghét người đó luôn, thì đó cũng là như cái tính cũng như vậy đó, bằng cái hành động hay bằng lời nói hay bằng sự suy nghĩ của mình. Đừng có làm như vậy, mình đừng có nói xấu người, bởi vì mình nghĩ nói xấu người mình cảm thấy mình xấu miệng hay mình, bởi vì sao người ta rằng si bụng ta ra bụng mình là như vậy, si bụng ta ra bụng người hay là bụng mình. Si bụng ta chính là ra bụng mình đó chứ ai. Người ta bụng người cái gì? Mình xấu như vậy chứ mình thì nghĩ người ta xấu. Giờ mình thế là mình đặt điều đặt chuyện, thế là mình bực bội khó chịu. Chúng ta không phải bị cái nghe. Lần trước đó, chúng tôi cũng thấy cái câu phúc cú mà vì nghe lầm, vì hiểu lầm mà hại lẫn sát hại lẫn nhau. Cũng như vậy đó. Mình chỉ nghe khi cái tâm trạng người đó bảo mình. Thí dụ bây giờ, chúng tôi kể là cái chuyện buồn, chuyện vui gì với huynh đệ, với những người thân thương của mình đó, thì người ta bảo thương mình. Nhưng điều mà thí dụ như cái người mà ghét mình đó, thì ngược lại người ta đặt điều đặt chuyện để người ta hại mình. Nó cũng như thế thôi. Chứ nếu như trường hợp mà cả hai đều thấu hiểu,
thôi đừng có gây quan chuốc quán gì với nhau. Phải nói có nhiều ở đời này học được những cái bài học mà quý vị biết đổi trắng thay đen. Trước mặt người ta nói như vậy, mô Phật trước mặt, chữ thề sau lưng, quay một cái chữ thề. Khẩu Phật mà tâm xà, ghê lắm chứ không phải nói chuyện mà phải nói là một chuyện bình thường đó. Đối với những người ở trong chùa mà chúng tôi đã thấy vừa qua, khủng khiếp lắm. Mô Phật trước mặt, coi như là khẩu Phật tâm xà, ghê, ghê vô cùng. Đổ trắng thay đen mà cũng y như là nước bánh tráng vậy đó. Nó giòn và nó nhanh, mà nó nhanh trái nhanh chóng như vậy. Thật sự cuộc đời nó có những cái điều mình cứ nghĩ chắc cái lòng người đó nó bình thản không có được đâu. Tất cả người ta đặt điều đặt chuyện rất là hay. Nó xem như là một kịch bản vậy đó. Thì ở đó cũng chính là cái gì. Nhưng bây giờ nếu như trường hợp á, mà mình sát hại người hay mình bảo hoặc mình nói này nọ thì nó rất là dễ dàng. Thì cũng như thế đó. Ở đây chúng tôi nói rằng cái nhìn của chấp thủ, cái nhìn của chấp ngã thì nó rất là nguy hiểm. Mình làm nhiều cái điều sai mà mình không biết, mình làm nhiều cái điều mà nó không đúng mà mình cứ nghĩ rằng cái điều đó nó không sao, thì chúng ta kết tụ nên nhiều, gây nhiều cái đau thương ca oán cho mình và cho người. Hiểu biết được những cái tâm ý, hiểu biết được những cái điều căn bản tốt đẹp ở trong cuộc đời. Cho nên chúng ta mới có một cái tâm tu. Mình đừng có nghĩ rằng người ta xấu như chính mình xấu. Mình đừng có nghĩ rằng người ta khôn như chính mình khôn. Đừng có nghĩ xấu về người thì mình sẽ đớt xấu. Mình không có nói xấu về người, mình sẽ không xấu. Mình đừng có ác tâm đối với người. Đó chính là một sự nuôi dưỡng của từ tâm. Chúng sinh khác đau khổ, mình cũng đau khổ. Chúng sinh khác vui thì mình thấy vui. Hãy tập theo những cái tánh như vậy. Nếu như vậy thì thôi, mình hy sinh một chút xíu mà. Đây chính là cái tu, cái người tu. Nó có một điều nó khác hơn người ngoài. Đó chính chúng ta phải chấp nhận. Đây là một ý nghĩa, nó phải thực tế như vậy. Nếu người ta chửi mình chửi lại, không phải là người tu. Không phải mình đứng lại để cho người ta chửi, rồi thí dụ như cái hình ảnh mà triết lý mà kiểu như người ta vỗ cái má mình, thôi vỗ cái má bên kia vỗ luôn đi, cho vừa lòng. Thì cái đó cái hình ảnh coi như là, nó tùy theo cái hoàn cảnh mình làm như vậy, nhưng điều nếu mà người ta đánh mình bên phải thì thôi, bên trái mình né đi. Chứ để cho mình phải đau khổ như thế, hiểu theo cái tinh thần tích cực. Đối với người tu cũng phải tránh xa những cái chuyện ưu phiền, tránh xa những cái chuyện rắc rối là nó tốt hơn. Thì kính thưa quý vị, ở đó đó thì nói thì nó thấy nó xem thì chúng ta thấy nó rất là dễ, nhưng điều kiện thực tế đó là do mình phải chịu đựng, mình phải vượt qua cái cảm thọ, vượt qua cảm xúc để đối diện với nó, chứ không phải nói mà trình bày rồi một cách tức là chạy dài, chạy xu theo cái cảm xúc của mình, chạy xu theo cái sự suy tư, suy nghĩ của mình, mà nó được như ý mình, nó được như mình muốn, không có giảng như vậy. Sống trong cuộc đời, bởi vì cho nên nó giải có cái gì? Có cái lòng từ, lòng bi. Bởi vì sống bằng cái sân tâm không á, những con người sống gần những con người có cái tâm sân á, nó mệt lắm. Cảm thấy nóng nảy, cảm thấy bực bội, cái chuyện nhỏ nó xé ra to, cái chuyện căng thẳng vô cùng thì nó rất là mệt. Chúng tôi nhớ hồi xưa có một vị sư cũ đó, lớn tuổi mà sống biển rất là nóng giận, mọi chuyện gì cũng vậy trơn. Hôm nào mà không có sư trưởng ở nhà là quý vị biết tất cả gặp cái vị đó là vị đó cũng lớn, sợ lắm, tất cả mấy sư nhỏ sợ. Mà chính sư trưởng cũng rất là ngại. Tại cái tánh vị này nóng lắm, chuyện gì cũng có thể bực bội được hết. Thì chỉ có sư trưởng mới can ngăn thôi, chứ còn tất cả mọi người không ai can ngăn được hết. Vì vẻ cũng lớn. Thì sư trưởng mới nói, mới dạy chưa tăng, cũng bằng cái này nè, mình đừng có mình phải biết thương người. Đó đây là học mà các sư phải nhớ. Mai sau rồi mình có lớn,
mình không lấy cái quyền lớn của mình, mình không lấy cái sự sân si của mình, mình nói ra một cái ở trong chúng đó, nó bất hòa, nó nóng nảy trong cái cuộc họp tăng, trong cái cuộc sinh hoạt, trong cái lúc đang thọ thực, trong cái lúc đang bực bội, tự nhiên bực bội hét lên, thì thiếu cái đức tu, thiếu cái tâm, cái đức tính trầm tĩnh, thiếu cái đức tính từ tâm, đức tính tu, cho nên phải cố gắng. Mà quý vị biết mỗi lần ăn mà không có sư trưởng ở nhà, mà chỉ có một vị đó ở nhà, thì thôi im lặng luôn, không dám nói gì trơn. Im lặng vị đó cũng nói tại sao quá im lặng. Rồi tức là cuộc sống sinh hoạt ở chùa nó quá im lặng, mà thí dụ như rắc rối á, mà gặp mẹ trẻ, gặp các sư trẻ mà chơi đùa, mà giỡn, mà la, mà hét á, thì cũng bị la nữa, không biết sao nói nữa. Mà sự thật ra quý vị biết, chúng tôi cũng nói thành thật cái chuyện đó. Hồi nhỏ mà quý vị biết đâu có cái gì, anh em chơi đùa với nhau, đâu sáu viên sư nhỏ nhỏ, nó có 12, 13 tuổi, người 10 tuổi, 1, 12, 13 tuổi, không biết chơi cái gì nữa. Thì anh em chỉ là ôi, thì vòng vòng chùa đủ thứ đủ chuyện thì chạy đi chơi trốn tìm, rồi đi coi như nói thiệt luôn, cái gì biết lấy mấy trái bưởi rụng rồi đá qua đá lại vui, mà phải chơi thì phải la, mà la thì bị la, bị la một cái là xanh mặt, rồi bị đó mà bước ra hét rồi một cái rồi quắt lại. Không có sự gì nhỏ nào mà dám chạy, lợi mà chấp tay mà run sợ. Thì những lúc như vậy đó, sư trưởng mới cười, sư trưởng mới nói. Thì sự lúc mà vô những cái buổi học có dạy đó, hay là những cái lúc mà lần mà giáo giới đó, thôi tôi cũng nhớ ví dụ như vậy đó, mình nhớ lần sau đó, mai mốt mình lớn lên đó, gặp những tình huống đó mình phải la như thế nào. Rồi cũng đừng có sợ, tại vì cái tánh ý sư nó vậy thôi. Thì thôi coi như đừng có giỡn hết gì gần cái khóc của sư. Cái sư tránh né ra xa cái thất của cái vị đó. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này, một chuyện nhỏ thôi, nó ám ảnh, chúng chuyện đơn giản đâu. Chúng tôi còn nhớ rõ vị đó la làm sao, nó uyên khuôn. Chứ như vậy nó không chuyện đơn giản. Không phải là cái đánh người ta mới đau đớn đâu, mà cái lời chửi mắng, cái binh khí miệng lưỡi, nó cũng là một điều mà cho chính chúng ta phải thổn thức. Một cái lời nói, nó móc một cái lời nói mà bàn tay sắt bọc nhung, hay là một cái điều nói xấu, đặt điều, đặt chuyện mà để mang tới cái đau khổ cho người, đây chính là một điều mang tới cái sự nguy hại, mang tới cái sự tiêu vong cho mình và cho người thân của mình, và cũng như cho cái sự tu tập của mình, nói một vậy chính xác hơn, cho cái sự tu tập của mình. Vì vậy cho nên là một người có cái ý niệm tu tập, có cái tâm tu, chúng ta cần phải có một cái sự xác niệm, có sự an lập. Chúng ta tránh sát, tránh giết là chắc rồi, tránh gây đau thương, tổn hại đến cho người. Và chúng ta cũng đừng có xúi, bởi vì cái người đó mà thổi lửa đó, cái người đó mà đem coi như là lửa ngoài vô trong nhà, mà lửa ngoài nhà ra bên ngoài, hay là gây một cái sự bất hòa, gây một cái sự mâu thuẫn của người này với người kia, đó là do nói lại mà nói nó không ổn, nó không đúng. Thì đây là những cái điều mà kính thưa quý vị, chúng ta tạo nên những cái niềm đau nỗi khổ để sanh linh đầu tháng, nó có sự nguy hiểm vô cùng to lớn. Cho nên ở đây là một người hiểu biết, mình thương mình đau người khác cũng đau, mình khổ người khác cũng khổ, là một người tu phải đối diện cái khổ, mang tới cái yên cho người. Như vậy thì chúng ta sẽ đỡ phải gây họa, đỡ phải gặp nhiều cái sự khổ sầu ở trong cuộc đời này cũng như ở kiếp lai sinh. Chứ còn oán trái, oán thù, tất cả đều tôn tạo cho cái chấp thủ, tất cả đều tôn tạo cho cái gì, cho cái sự bị cho nghĩ rằng tôi bị người ta như thế này, tôi bị người ta như thế kia, nhưng tất cả đều là một cái ân oán, cái nhân quả trong cuộc.